Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Em xin mời mọi người xem qua một đoạn video quảng cáo ngắn. Và mọi người đã vừa xem qua một đoạn video quảng cáo ngắn, hẳn mọi người cũng đã đoán ra hôm nay em giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm gì đó không? Đúng ạ. Vâng, một dòng sản phẩm ô tô đang làm mưa làm gió trên các sàn ô tô cũng như trên các mặt báo, đó chính là dòng Toyota Vios 2020. Toyota Vios là loại xe 4 cửa được Toyota sản xuất bắt đầu từ năm 2002 cho đến nay. Mẫu xe này được phát triển dành cho các thị trường Đông Nam Á, được lắp ráp tại Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Việt Nam. Đây được coi là đối thủ cạnh tranh lớn trong các dòng xe compact sedan với các mẫu xe khác như Honda City, Nissan Sunny, Ford Fiesta và Hyundai Accent. Toyota Vios 2020 được cho ra đời với 5 phiên bản và với 5 mức giá khác nhau, có giá dao động từ 470 triệu đến 570 triệu. Và 5 phiên bản của nó bao gồm phiên Toyota Vios 1.5e MT 3 túi khí, Toyota Vios 1.5e CVT và Toyota Vios 1.5e CVT 3 túi khí, Toyota Vios 1.5e MT và Toyota Vios 1.5G CVT. Em xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu về sản phẩm và phiên bản cao cấp nhất, đó là Toyota Vios 1.5G CVT 7 túi khí. Về tổng quan của sản phẩm, xe thuộc dòng xe 5 chỗ ngồi kiểu dáng sedan, hiểu mọi người có thể hiểu một cách đơn giản là sedan, tức là một dáng xe có mui kín với thân xe chia làm 3 khoang riêng biệt: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý. Nhiên liệu của nó là chạy bằng xăng và được lắp ráp trong nước, hộp số tự động vô cấp, động cơ chạy bằng xăng, dung tích 1.496 cm3 và có 5 màu cho anh em lựa chọn, bao gồm màu be, màu đen, màu đỏ, màu bạc và màu trắng. Tiếp đến, em mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu về ngoại thất của sản phẩm. Về ngoại thất được thiết kế dầu cảm xúc, Vios mới được thiết kế dầu cảm xúc với công nghệ an toàn đạt chuẩn 5 sao sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho các bác. Về phần hông xe, những đường dập lối chạy dài từ cản trước vuốt dọc thân xe ra phía sau tạo lên vẻ ngoài mượt mà nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và cá tính. Về mâm xe, với thiết kế mới, mâm đúc 15 inch mang đến diện mạo cá tính mạnh mẽ đầy thu hút. Với gương chiếu hậu được cải tiến với chức năng điều chỉnh điện, chức năng gập điện và tích hợp báo rẽ tạo nên sự tiện nghi dễ dàng hơn hết cho lái xe. Về góc đuôi xe, đuôi xe là sự kết hợp tương phản giữa cụm đèn sau, đèn sương mù hẹp trái trải dài qua hai bên cùng cản sau lớn, đem đến cảm giác thể thao và mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần tinh tế sang trọng. Ngoài ra xe còn tích hợp thêm camera lùi giúp lùi xe thuận tiện và an toàn. Đèn sương mù phía trước hỗ trợ khả năng quan sát của người lái trong điều kiện thời tiết có sương mù, đảm bảo tính an toàn, đồng thời là điểm nhấn tăng thêm nét cá tính cho xe ở phiên bản CVT. Về phần đầu xe, đường led thiết kế sắc sảo của cụm đèn trước, hệ thống lưới tản nhiệt thiết kế bậc thang trải dài liền mạch kết hợp cùng phần đèn sương mù hai bên tăng thêm vẻ bề thế từ góc nhìn chính diện. Về cụm đèn trước, đèn pha phía trước được thiết kế bút ngược nên lắp khoang động cơ tạo ấn tượng mạnh mẽ nhưng không kém phần mềm mại, hệ thống bật tự động và đèn chờ dẫn đường tiện dụng trong điều kiện thiếu ánh sáng. Về cụm đèn hậu phía sau, cụm đèn hậu mảnh trải dài sang hai bên kết hợp với thanh cản lớn mang lại cảm giác rộng rãi, lịch lãm cho chiếc xe. Về anten vây cá tăng sự ổn định khi vận hành, đồng thời tạo cảm giác trẻ trung và năng động. Về phần nội thất, trải nghiệm với không gian nội thất tinh tế sang trọng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, bảng điều khiển trung tâm với điểm nhấn là những đường mạ bạc liền theo dạng dòng thác chảy từ trên xuống. Với kiểm soát hành trình, tính năng kiểm soát hành trình giúp thiết lập và duy trì tốc độ mong muốn của người lái mà không cần nhấn ga, hỗ trợ người lái thoải mái chủ động hơn trong việc vận hành xe trên những cung đường dài. Tính năng cũng rất an toàn khi có tình huống bất ngờ xảy ra, người lái xe chỉ cần chạm nhẹ chân phanh, tính năng sẽ tự động ngắt và người lái có thể chủ động điều khiển tốc độ xe thông qua chân ga như bình thường. Đây là một tính năng an toàn rất mới của phiên bản cao cấp nhất của Vios 2020. Về hệ thống giải trí, với phiên bản Vios mới, việc giải trí được tối ưu hóa với Apple CarPlay, Android Auto cho phép bạn bắt đầu cuộc gọi, gửi, nhận tin nhắn, văn bản và nghe nhạc. Đặc biệt CarPlay cũng tương thích với Siri, cho phép đưa ra yêu cầu bạn mong muốn hoặc cần trong khi lái xe mà không cần rời mắt khỏi tay hoặc rời tay lái, đồng thời hoạt động với các nút và nút bấm trên xe của bạn.
với màn hình là Piole AVH gạch ngang ZL 5150BTH với chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh bằng nút bấm tạo nên sự tiện lợi tối đa cho khách hàng khi ra vào xe, khởi động tắt máy. Với bộ điều khiển mang đến bên mình, hàng ghế sau, hàng ghế thứ hai gập linh hoạt giúp gia tăng không gian chứa đồ khi cần thiết. Về khoang hành lý được thiết kế tối đa hóa diện tích đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng cho khách hàng. Nút bấm tích hợp trên vô lăng tay lái mới được thiết kế sang trọng, tinh tế với chất liệu da mạ bạc, ba chấu vừa vặn với vị trí đặt tay. Ngoài ra, vô lăng còn có các nút điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay, màn hình đa thông tin cùng hệ thống kiểm soát hành trình đem đến cảm giác lái đầy cảm xúc. Về hệ thống điều hòa tự động mang lại sự tiện nghi cho người lái và cảm giác dễ chịu trong suốt hành trình. Cụm đồng hồ Optitron tự phát sáng tăng cường khả năng hiển thị với sự chính xác cao. Hàng ghế sau được thiết kế tạo cho hành khách tư thế ngồi thoải mái hơn, đồng thời giảm áp lực tối đa lên toàn bộ cơ thể. Ghế sau có thể gập 60/40, dễ dàng giúp việc chuyên chở các hành lý cồng kềnh dễ dàng hơn bao giờ hết. Về các tính năng, về tính năng vận hành, về hộp số tự động vô cấp được cải tiến giúp xe vận hành êm ái, di chuyển mượt mà trên mọi chặng đường. Động cơ 2LR FM 1.5 lít mới được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép VVTi, mang lại hiệu suất vận hành cao ở mọi địa hình, cho phép tăng tốc êm ái, giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và gia tăng tuổi thọ cho động cơ. Thiết kế động học giúp tối ưu hóa các khí động, khắc phục các lực cản lên xe, giúp xe vận hành trơn tru, đồng thời tăng tính ổn định khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao để đảm bảo an toàn cho người lái. Về tính năng nổi bật của dòng xe này là chúng ta phải nói đến camera lùi giúp người lái quan sát được phía sau, thuận tiện và an toàn khi lùi xe, tự tin khi cầm lái. Cảm biến gốc trước, sau và cảm biến trung tâm, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi vận hành dù trong không gian có nhiều chướng ngại vật. Kiểm soát lực kéo TRC, kiểm soát công suất động cơ và phanh các bánh xe dẫn động nhằm giúp cho xe khởi hành và tăng tốc trên đường chân trượt. Hệ thống phanh trước dạng đĩa thông gió và phanh sau dạng đĩa bám đĩa đảm bảo lực phanh tối ưu, gia tăng tính năng an toàn trệ để người lái yên tâm và tự tin hơn khi điều khiển xe. Về phân bố lực phanh điện tử EBD, phân bố lực phanh hợp lý đến các bánh xe giúp nâng cao hiệu quả phanh, đặc biệt khi xe đang chất tải và vào cua. Khởi hành ngang dốc, HAC sẽ tự động phanh tới các bánh xe trong 2 giây giúp xe không bị trôi khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc. Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, các phiên bản BIOS mới đều đã được trang bị hệ thống BA bổ sung lực phanh lên tới mức tối đa khi người lái đạp phanh khẩn cấp, mang lại sự an tâm cho hành khách trên mọi chuyến đi. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp các bánh xe không bị bó cứng khi phanh gấp hay phanh trên đường trơn trượt, đảm bảo an toàn cho người lái xe và hành khách trên xe. Hệ thống cân bằng điện tử VSC kiểm soát công suất động cơ và phân bố lực phanh hợp lý tới từng bánh xe, nhờ đó giảm thiểu nguy cơ mất lái và trơn trượt bánh xe, đặc biệt trên các cung đường trơn trượt hay khi vào cua gấp. Cảm biến đỗ xe, hành khách hoàn toàn an tâm khi vận hành dù trong không gian nhiều chướng ngại vật. Về túi khí, các dòng xe Vios được trang bị hệ thống 7 túi khí gồm 2 túi khí phía trước, 2 túi khí phía hông và 2 túi khí ở chỗ rèm và 1 túi khí đầu gối người lái, sẽ đảm bảo an toàn cho hành khách và người lái trên lộ trình. Đến rồi thì em chúc tất cả mọi người có thể tìm được cái dòng xe để phù hợp với kinh tế và cái khả năng của mình. Đây là lần đầu tiên em làm về sản phẩm về ô tô, cũng không tránh khỏi những thiếu sót, những khiếm khuyết và cũng không thể trơn tru được. Em rất mong mọi người thông cảm và cho em những lời góp ý để em có thể sửa đổi và cải tiến. Chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.